Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 7 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, xoay quanh một sự kiện vô cùng kỳ dị xảy ra tại đập thủy điện Tam Hiệp, Trung Quốc sau hàng loạt những tai ương đe dọa vỡ đập trong thời gian qua. Theo đó, vào lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày hôm qua mùng 6 tháng 7, toàn bộ nước trong hồ chứa Tam Hiệp bất ngờ ào ạt chảy ngược về phía thượng nguồn, sau đó cạn trơ đáy trong vòng 2 tiếng, khiến nhiều người cảm thấy hoang mang tột độ. Tất cả chưa dừng lại ở đó khi dưới sông liên hồi vọng lên những tiếng gầm gừ vô cùng thảm thiết. Nhưng khi mọi người chạy tới và nhìn xuống thì xung quanh đã im ắng trở lại. Thay vào đó, ai cũng phải rùng mình hoảng sợ khi dưới đáy hồ chứa lộ ra rất nhiều mảnh xương người phủ trắng một diện tích lớn và có cả một cặp quan tài đen bí ẩn. Nhưng khi tiến hành đưa những mảnh xương và quan tài này lên bờ thì mặt đất bỗng nhiên rung lên dữ dội hệt như một trận động đất và con đập Tam Hiệp cũng rung lên không ngừng. Bầu trời thì trở nên tối mịt, đồng thời nổi những cơn giông bão và mưa lớn như trút. Nhiều người cho rằng rất có thể đây là xương người chết oan do thảm họa lũ lụt bị cuốn trôi, mất tích và kẹt lại ở đập chứa Tam Hiệp. Vì lý do nào đó nên xác những người này không thể nổi lên. Thông tin về sự việc kỳ lạ này đã nhanh chóng lan truyền, khiến cho nhiều người dân đại lục hoang loạn. Trong khi đó thì nhiều người tin vào thuyết tâm linh, tin rằng đây chắc chắn là một điềm báo cho những thảm họa sắp giáng xuống. Nên họ đã tự phát mời một số pháp sư đến để đuổi tà ma. Các nhân chứng cho biết, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng đã mời các chuyên gia văn hóa dân gian xuống kiểm tra và điều hàng ngàn công nhân xuống hồ để nạo vét phù sa dưới đáy hồ thủy điện Tam Hiệp nhằm gia cố bờ kè, đồng thời thu gom những mảnh xương người, rác thải và tìm cách đưa hai quan tài đen lên bờ. Theo quan sát, thì hai quan tài này được làm từ loại gỗ long não vô cùng quý hiếm vào thời cổ đại Trung Quốc cách đây 5.000 năm. Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đáy hồ thủy điện Tam Hiệp thì không ai có thể đưa ra được câu trả lời. Điều kỳ lạ là những mảnh xương người cùng hai quan tài đen này kẹt cứng trong lớp bùn dù có làm thế nào cũng không thể kéo lên được. Hơn nữa, nắp và thân quan tài không hề có kẽ hở, dường như chúng được đúc nguyên một khối. Dù có tới hơn 100 người lớn cũng đẩy thật mạnh, nhưng nắp quan tài không mảy may di chuyển. Không còn cách nào, người dân chỉ còn cách đào hết lớp bùn để mang chiếc quan tài này lên. Thế nhưng đào mãi xuống mãi vài mét vẫn không thể tìm thấy đáy của chiếc quan tài. Cuối cùng họ quyết định dừng lại và đi mời một thầy phong thủy. Dưới sự điều khiển của thầy phong thủy và khấn vái theo phong tục địa phương thì chính quyền đã mở được nắp của hai quan tài này. Loay hoay cũng khá lâu thì họ mới mở được nắp hòm. Khi mở ra thì bên trong hai quan tài chứa đầy nước với hai thi thể nổi ở chính giữa và rất nhiều cá nhỏ bơi xung quanh xác chết. Thế nhưng dù làm thế nào người dân cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người nằm trong quan tài. Có vẻ như có một làn sương mù bao trùm khắp cơ thể người chết, nhưng ngay sau đó bầu trời bỗng nhiên tối đen như mực, mặt đất rung chuyển dữ dội, kèm theo đó mưa to và gió lớn đã trút xuống không ngừng, khiến ai nấy đều hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng rùng rợn nhất là vụ việc này chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Sau khi mưa tạnh, người dân trở lại hiện trường thì hai chiếc quan tài cùng những mảnh xương người đã biến mất không chút dấu vết, để lại trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Theo lời thầy phong thủy, hai chiếc quan tài này là của rồng ở hai dòng sông Trường Giang. Nếu như con người cố chấp di chuyển nó thì khả năng tương lai sẽ xảy ra lụt lội nghiêm trọng và sự sống của con đập Tam Hiệp cùng người dân dưới hạ lưu sẽ bị đe dọa. Chính vì thế, việc chiếc quan tài biến mất lại là việc tốt đối với mọi người. Tuy nhiên, với những chuyên gia và người dân chứng kiến việc tìm thấy hai chiếc quan tài đen thì trong lòng họ vẫn mãi thắc mắc chưa được giải đáp. Đó là vì sao chiếc quan tài bị bịt kín vẫn còn cá sống bên trong? Tại sao bao nhiêu năm mà chiếc quan tài không hề bị nước cuốn trôi và những mảnh xương người kia có phải là của người chết do lũ lụt bị cuốn về đây hay không? Cũng theo nguồn tin khác tiết lộ, khi chuyên gia văn hóa dân gian xuống kiểm tra lần nữa nhưng chưa kịp tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một chuyện kỳ quái khác lại phát sinh. Họ phát hiện ra các công trình bằng đá bên dưới hồ bao phủ một khu vực xấp xỉ 2,4 đến 2,7 km2. Trong cụm kiến trúc cổ được tìm thấy có một công trình hình kim tự tháp cao hơn 20 m dùng phương pháp định niên đại carbon đối với vỏ sò bám vào các khối đá. Người ta xác định thành phố cổ này có 1.755 tuổi, tức là bị nhấn chìm trong khoảng thời nhà Hán. Thành phố cổ này có khả năng là những gì còn sót lại của thời kỳ nhà Điền.
một nước cổ với nền văn minh tiên tiến biến mất sau năm 86 trước công nguyên. Vậy tại sao nền văn minh cổ đại này lại kết thúc số phận bên dưới đáy hồ Tam Hiệp? Một số chuyên gia cho rằng thành cổ bí ẩn đã rơi vào lòng hồ trong một trận động đất. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp nào đủ thuyết phục để giải thích về sự tồn tại của thành phố cổ bên dưới hồ thủy điện Tam Hiệp. Nhưng khi vẫn loay hoay tìm câu trả lời, thì hai tiếng sau dòng nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn lao tới, khiến cho nhiều người phải tháo chạy, tất cả mọi thứ trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Được biết, những thông tin về sự kỳ bí xảy ra ở đập thủy điện Tam Hiệp đã bị chính quyền Bắc Kinh cho phong tỏa lại và lệnh bắt giam những người đưa thông tin lên mạng xã hội. Những thông tin về con đập Tam Hiệp giờ đây vô cùng nhỏ giọt, chỉ có thể phỏng vấn các nhân chứng đã ghi chép những gì họ kể lại và phóng viên của chúng tôi trực tiếp xem trên điện thoại của người dân. Cũng theo một đoạn video được người dân Trung Quốc ghi lại, trong đó cho thấy dòng thượng lưu của sông Trường Giang cũng bất ngờ đổ chiều, chảy ngược khiến nhiều cư dân mạng lo ngại. Đây là điềm báo trước một thảm họa tiếp theo. Những người quay video kinh hoàng thốt lên, trong nhiều thập kỷ qua, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thật đáng sợ. Vậy nên giờ đây, khi dị tượng nước sông thượng lưu chuyển sang chảy ngược và những điều kỳ dị xảy ra cho con đập Tam Hiệp cũng khiến cư dân mạng lo lắng, liệu đây có phải là điềm báo trước một đại nạn nữa hay không? Nhiều người cho rằng Trung Quốc liên tục xuất hiện dị tượng, nhân dân chịu vô vàn thống khổ. Đây là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm vô số việc ác như tam phản, ngũ phạm, thảm sát Thiên An Môn, bức hại Pháp Luân Công. Người dân lại tin lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tay cho cái ác. Người dân phải mau chóng tìm hiểu rõ sự thật, thoát ra khỏi tổ chức đảng, đoàn đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cắt đứt quan hệ với nó, như thế mới có hy vọng. Đây không phải là lần hiếm hoi Trung Quốc xuất hiện dị tượng. Từ năm ngoái tới năm nay, cũng vô số cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện như tháng 4 năm 2022, có trận mưa đá có hình dáng virus corona xuất hiện ở Trung Quốc, khiến dân chúng bàng hoàng. Vào sáng ngày 28 tháng 4 thì bầu trời Thượng Hải đang trong xanh với nhiệt độ hơn 33 độ C, đến gần trưa thì đột nhiên xuất hiện cuồng phong kèm theo sấm chớp vang dội. Theo dữ liệu giám sát của mạng lưới quan trắc sấm chớp Thượng Hải, thì từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều có khoảng 4.207 lần sét đánh, bình quân 23 tiếng sét đánh 1 phút, âm thanh lớn đến nỗi người dân thành phố hoảng sợ vì tưởng nhầm lại có xảy ra vụ nổ hay là động đất. Trên thực tế, trong nhiều dự ngôn đều cho rằng năm 2023 sẽ là một năm đầy tai ương và sóng gió. Kính thưa quý vị, hiện nay, theo nguồn tin trên Weibo của người Trung Quốc chia sẻ một số hình ảnh về hiện tượng vật tự quay đầu qua hướng khác, có hiện tượng bỗng trở thành màu đỏ như máu. Rất nhiều phóng viên quốc tế có mặt tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã tận mắt chứng kiến hiện tượng này. Thì ra đầu của tượng Phật với quay nghiêng 45 độ chứ không phải quay hẳn ra phía đằng sau. Còn màu đỏ thì có, nhưng điều đó vẫn luôn chảy từ trong hai mắt của pho tượng. Chúng tôi đã phỏng vấn một người gần đó cho biết, vào sáng sớm ngày hôm nay khi tôi đi tập thể dục thì ngó về hướng tượng để vái cầu bình an trong ngày thì bỗng mặt của tượng Phật không nằm ở vị trí cũ mà quay đi sang một hướng khác, đồng thời nhìn thấy toàn bộ pho tượng trở thành màu đỏ của máu. Tôi liền chạy vào nhà gọi mấy người khác cùng đo xem, họ không kiềm chế được bèn la khóc, vái lại liên hồi. Sau đó, con gái ông đã quay được đoạn clip đó, chia sẻ với người dân. Không ngờ bây giờ số người xem lên đến 100 triệu lượt xem. Phóng viên có ghé đến một tỉnh khác thì có hiện tượng tương tự là tỉnh Phúc Kiến. Nơi đây có tượng Phật Bà Quan Âm trụm làm 4 hình bị mất đầu. Theo ghi nhận của một người cao niên sống gần đó cho biết, cách đây mấy hôm, ông đã chứng kiến bức tượng tuôn nước mắt. Thật đầu ông nghĩ là do nước mưa, nó thấm và tự chảy ra. Nhưng kể cả trời nắng thì nước vẫn chảy từ pho tượng. Cho đến hôm nay thì cái đầu của tượng Phật Bà Quan Âm bỗng mất trông thật kỳ lạ. Ông cho biết thêm đây là điểm gờ xảy ra cho đất nước của chúng tôi vì chính quyền đã cho phá hủy nhiều tượng Phật, phá nhà thờ có giá trị và đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Đang trong cuộc phỏng vấn thì bỗng dưng có tiếng rung chuyển về động đất, phóng viên đành chào tạm biệt và di chuyển đi chỗ khác. Theo Taiwan News cho biết, đã có trận động đất tại tỉnh Phúc Kiến. Theo chính quyền loan báo thì trận động đất đo được là 7,8 độ Richter và pho tượng đã bị sập hoàn toàn. Một số nhà máy gần đó có thể bị đổ sập và bốc cháy dữ dội. Có những tòa nhà cao tầng nằm đè lên nhau trông thật hãi hùng, người chết khắp nơi, có nơi cháy nổ do đường ống dẫn khí ga bị bể. Hiện nay xe cứu hộ hoàn toàn bị vô hiệu hóa vì những con đường đều bị sập, gãy cũng như những tòa nhà bị đổ ngổn ngang. Trước mắt chúng tôi thấy một người được kéo ra khỏi đống đổ nát, nhưng cái đầu đều bị nát bét do các vật thể cứng tác động. Vậy là cụ ông đã tiên đoán đúng về hiện tượng lạ đã xảy ra tại Trung Quốc.
Thêm một thông tin liên quan tượng Phật không đầu xuất hiện, phải chăng là điểm dữ, thiên hạ đại loạn? Người không đầu thì sẽ chết, tượng Phật không đầu xuất hiện thì đây chắc chắn không phải là điểm tốt lành gì. Người Trung Quốc xưa rất sùng kính thần Phật, con người ở thời điểm đó sẽ không nhắc đến tên tục của các vị thần Phật, không tùy tiện viết hai chữ thần Phật và cũng không tạc tượng các ngài khi chưa đủ lòng thành kính. Nếu có ai đó cưỡng ép họ buộc phải phá hủy tượng Phật thì dù có bị đánh chết họ cũng nhất định không làm. Bởi vậy dân gian mới có tương truyền câu nói đại Phật không đầu thiên hạ loạn. Người không có đầu thì sẽ chết. Tượng Phật không đầu xuất hiện thì đây chắc chắn cũng không phải điểm tốt lành gì. Gần đây ở thành phố Trùng Khánh, người ta bỗng nhiên phát hiện một pho tượng Phật không đầu nằm dưới một chung cư cao tầng. Vào tháng 12 năm 2022, công nhân dọn dẹp vệ sinh thuộc thành phố Nam Bình, quận Nam An, Trùng Khánh, Trung Quốc trong khi đang tiến hành hoạt động dỡ bỏ bức tượng bên phía ngoài chung cư đã vô tình phát hiện ra một bức tượng Phật cổ không đầu khổng lồ cao 13m nằm bên dưới căn chung cư cao tầng. Bức tượng Phật cổ không đầu cao 13m được chạm khắc rất công phu, hai tay của tượng Phật đặt trong tư thế nâng một viên đá ở trước bụng. Phần thắt lưng và vạt áo trên bụng của tượng Phật có thể thấy rõ ràng và sống động như thật. Mặc dù toàn thân của tượng Phật phủ đầy rêu xanh, nhưng vết tích của hương nến bái vẫn còn nhìn thấy rõ. Những bậc lão niên ở khu vực này kể lại rằng, bức tượng Phật vốn được thờ trong ngôi miếu gọi là Khoái Thượng Từ Thiền Miếu. Đây vốn là một di tích thời Nam Tống. Theo những bằng chứng mà các nhà chuyên môn thu thập được cho biết, bức tượng đá này có thể được tạc từ thời Bắc Tống. Đó là một bức tượng Di Lặc đặt trên vách đá. Trong thời Trung Hoa Dân Quốc tại khu vực này, có xây dựng đền Lôi Tổ vào khoảng trước năm 1950, phần đầu của tượng Phật bị tổn hại. Năm 1987, điện đường miếu thờ cũng bị phá hủy. Đại Phật không đầu thiên hạ loạn. Câu này thoạt nghe có vẻ giống như lời tiên tri thiếu căn cứ. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận lại một cách nghiêm túc thì người ta sẽ thấy rằng vấn đề không hoàn toàn như vậy. Gần đây, người ta lại bất ngờ phát hiện ra bức tượng Phật không đầu tại Trung Khánh, Trung Quốc. Đầu năm, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát gây hoảng loạn toàn thế giới. Vào tháng 12 năm 2022, dịch bệnh bùng phát trở lại càng thêm mãnh liệt hơn. Cuối năm diễn ra cuộc tổng tuyển cử Mỹ, hiện tượng giả phiếu bầu thao túng truyền thông điên đảo thị phi xảy ra một cách trắng trợn, cảm giác như nước Mỹ sắp bùng phát cuộc nội chiến một lần nữa. Sau chuỗi những sự kiện này lại, mọi người sẽ thấy thế giới vốn đang hỗn loạn, lại càng phủ kín thêm một tấm màn bí ẩn. Không có lửa thì sẽ không có khói, đại Phật không đầu thiên hạ loạn, là câu nói của cao tăng Thích Lệ Đạt thời Đông Tấn. Nhưng điều thật sự khiến người ta giật mình là câu nói này đã từng ứng nghiệm không chỉ một lần. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.